Chào bạn. Hôm nay mình có đưa khách xuống khu Siêu Linh. Những ngày này thì rất là vắng khách luôn. Đặc biệt là sau lũ thì lại càng vắng hơn. Khu Siêu Linh từng là một điểm rất là hot, đúng vào cái mùa lúa các bạn ạ. Cà phê lúa và ăn trưa ở đây, rất nhiều khách Việt đi xuống đây để mà tham quan ngắm lúa, rất là chill luôn. Mặc dù cũng đã rất là rộng, cơi lới ra rất là nhiều rồi, nhưng mà trong những cái ngày cao điểm thì cũng không có đủ chỗ để cho khách ngồi. Nhiều khách đến đây phải chờ rất là lâu thì mới có được order các bạn ạ. Nhưng những ngày này thì lúa đã gặt hết rồi thì dường như là rất là vắng luôn. Chào chị nhá. Siêu Linh có một cái xích đu ở đây, đúng kiểu rất là bình yên luôn. Bình thường thì sẽ rất là đông, tranh nhau ngồi cái xích đu này để chờ đâu đấy khoảng 5 phút, 7 phút mới đến lượt mình. Rất là nhiều khách. Cái viên xa kia là khu Đề Mông nhỉ. Đây đang ngắm con suối rất là đẹp luôn. Đây mình đứng thật sự là bình yên cho quý khách này. Chứ những ngày trước này rất là xô bồ. Morning. Xin chào. Cho anh cốc bạc xỉu, cho cốc mang về nhé. Bạc xỉu mang về ạ? Ừ, khách của anh này. Nóng nhá, nóng nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Hi. Is you okay? Yes. Beautiful. Yeah. You want to walk a little bit? You want to walk to the here a little bit? Yes, you can. Okay. That's a long way. Yeah. Okay, yes. Yeah. Normally here very clouded, but today good. Nice. Yes. It's around 10 minutes. Yes, can. Yeah. Rất là yên bình các bạn ạ. Đúng thật sự là chỉ cần những ngày như này thôi thì khách đến với Siêu Linh thì những cái ngày trước lễ mùng 2 tháng 9 này không có chỗ mà đứng hoạt ạ. Đây có mấy con mèo rất đáng yêu luôn. Đó. Chiều không? Ngắm suối tuyệt vời luôn. Nó hay ở chỗ là vừa có suối này, vừa có cả lúa và có cả làng bản, có cả núi non. Là một nơi rất là tuyệt vời để mà các bạn chỉ cần giơ máy ảnh lên, giơ điện thoại lên là có thể có cho mình những bức ảnh đẹp rồi. Rất tuyệt vời, rất đẹp. Bình thường thì những cái chỗ như này thì mọi người chắc là rất may mắn lắm mới có thể có để mà ngồi. Tuy nhiên thì hôm nay rất là nhiều chỗ luôn, tha hồ lựa chọn. Mình rất thích ở đây vì họ có phân bổ những cái khu chòi như thế này, nó có cách nhau xa ra, cách nhau khoảng 2 mét thì lại có một chòi như thế này, thì khách cảm thấy là có không gian riêng tư và nó không có bị ảnh hưởng bởi những cái nhóm bạn khác. Ừ.
Họ có cả cung cấp cả đồ ăn ở đây luôn. Đồ ăn trưa hoặc là đồ ăn mẹt theo set. Có những cái set là 250.000 một set các bạn ạ. Trên này thì họ có mấy cái phòng homestay để mà. Thank you nhé. Ui ôi, cái ghế này gần như nó bị hỏng rồi. Cái ghế này bị hỏng rồi em ạ. Đó, rất là bình yên. Buổi sáng các bạn sau mùa gặt nhìn những con suối chảy róc rách, nhìn ngắm bản làng rất là yên bình. Hôm nay không có nắng chói chang, cảm giác nó cũng mát mẻ hơn. Cái bình thường ở đây nó hay kiểu như rất là nóng ấy, nóng hơn Sapa rất là nhiều. Nhưng mà hôm bởi vì là đêm qua ngày hôm qua có mưa nên là bây giờ nó cũng không có, cái cảm giác rất là mát mẻ dễ chịu các bạn ạ. Bạn thấy ngồi ở đây uống cà phê nhâm nhi thưởng thức cà phê như này nó sẽ ngon hơn rất là nhiều, so bởi vì cảnh quan xung quanh, không khí rồi là thời tiết xung quanh nó mang lại cho mình một cái hormone hạnh phúc. Nói sao cho bạn dễ hiểu nhỉ. Đó, hiểu đầu óc mình không phải nghĩ về công việc ấy mà lại ngắm núi non, cảnh quan làng bản bình yên như này thì nó sẽ mang lại cho các bạn rất là thư giãn và các bạn cảm thấy rất là hạnh phúc, vui vẻ, dễ chịu. Rồi, như vậy là mình vừa có quay lại một cảnh sailing cà phê sau những ngày bão lũ rất là yên bình. Một sailing hoàn toàn khác so với mùa lúa. Các bạn thấy sailing cà phê hôm nay thế nào? Các bạn hãy để lại ý kiến của mình dưới video các bạn nhé. Hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ mình có những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.